Anh cháu vừa đi đón cháu. Vâng, hôm qua vợ con lên lên thăm. Sáng nay này cho hai mẹ con bắt xe về nhà trước. Ở dưới quê á. Không nói được tiếng Việt nhiều. Vâng. Dịp mà chú mà xem trên kênh của bạn Ước tại TV á. Nói này anh Nguyễn Tất Thắng ra nó bị lũ á. Khu vực này gió thổi tung bay hết cái nhà này ở đây này. Đây có những cái chòi mà để cho khách uống cà phê ở đây. Nhưng mà cái đợt mà bão to á, tốc hết, bay về hết. Đó. Anh về lo vun bón kháng công, cho rau xanh vườn dưa nhiều quá ơi, lúa đầy khắp nhà anh đón em sang. Đến mùa hoa đào anh đến thăm Hà Giang. Ơi. Ok. Anh nhá, hẹn gặp lại cho anh nhá. Bye bye. Hello Pì Nòng nhá. Xin chào nhá. Xin chào kênh Xuân Hiếu Đoàn Tình. Kính chúc khán giả một buổi sáng vui vẻ. Vui vẻ, hạnh phúc. Các bạn thân mến, hiện tại Xuân Hiếu đang cùng anh Sự taxi dù của anh Nguyễn Tất Thắng đi về nhà hàng. Hôm qua thì vợ con Xuân Hiếu lên đây vừa đưa hai mẹ con ra đón xe về nhà. Bây giờ anh Sự đón Xuân Hiếu lên nhà hàng để anh em chuẩn bị công việc buổi chiều. Thời gian này cũng bắt đầu đông khách rồi, nhà hàng bắt đầu đón khách. Mà Xuân Hiếu thì phụ trách cái mảng hỗ trợ anh chị em đón tiếp khách và xây dựng cái đội văn nghệ dân gian của quán tốt nhất, mà trong thời gian như đang set up, đang dạy cho các chị em những làn điệu hát then, đàn tính, cả đàn cả hát cũng vất với anh Sự cũng khó. Vâng. Bởi vì là phải dạy cho các bạn ấy biết đàn, xong rồi dạy hát nữa, ba thứ, xong rồi lắc chuông nữa chứ. Bây giờ là dạy đàn là hơi bị vất nhất là khâu dạy đàn đúng không? Vâng, đúng rồi, vất. Xuân Hiếu bảo truyền mãi cho tiền Sự đánh đàn mà Xuân Hiếu chưa truyền. Xuân Hiếu sợ mất nghề. Rồi bởi vì là tiền Sự hát hát chế thì hơi bị nhanh. Sợ mất nghề. Dứt khoát không dạy. Anh lại hốt hết show của em thì chết luôn. Rồi ơi, yên tâm, thế này sẽ chỉ cho anh Sự. Tiền Sự là hát nhạc chế là hơi bị mà nếu mà biết đàn thì Tiền Sự hơi bị chế thì các bác còn mây nữa nhỉ. Cười bò lăn luôn. Đấy. Tới này là hy vọng là đón các bác mà hay theo dõi của kênh của anh Sự với lại kênh của anh em Nguyễn Tất Thắng Fan Fan Vlog và của bạn Ước Tài TV lên đến Hạ Thành Quán. Thì Xuân Hiếu và anh Sự sẽ lên một màn biểu diễn live show đặc biệt anh nhỉ. Rồi. Chỉ phục vụ các bác trên kênh thôi. Tiền Sự là các bác cứ vào like, cứ cho Tiền Sự một xin một trái ve chai là được rồi. Trái ve chai. Tiền Sự là cứ đi lụm ve chai mà lụm mãi vẫn chưa đầy được. Còn các kênh lớn là họ lụm ve chai lụm một phát lấp cả một cái thành phố luôn. Tiền Sự thì nhặt từng ve chai. Và các bác cứ vào ủng hộ là uống nước hết nước là quẳng cho Tiền Sự một trái ve chai nhỏ nhỏ. Trái ve chai luôn. Nhiều người quăng ra thì Tiền Sự lại càng nhặt được nhiều. Và gia đình của Xuân Hiếu tới này sẽ Tiên Sự Xuân Hiếu cũng đi lượm ve chai giống Tiên Sự đúng không? Đúng rồi. Các bác cứ ném nhiều ve chai cho hai anh em lượm nhá. Ném càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt. Tới này anh Sự dạy em lái xe nhá. Coi như là họ lượm họ phủ kín cả một cái thành phố rồi đúng không? Vâng. Anh em mình một góc một nhúm nhỏ nhỏ thôi. Anh Sự có muốn dám chơi một thử thách với em không? Chơi gì thì em cứ nói. Là bây giờ nhá, các bác này Xuân Hiếu vừa nghĩ ra một cái bài rất là hay. Hôm nay muốn thử thách anh Sự một chút. Tiến lên đến nhà hàng, nó
Em sẽ làm cameraman cho anh. Anh sẽ làm MC giới thiệu tổng quát về nhà hàng và anh dẫn em đi để xem anh giới thiệu như thế nào. Ok không? Chơi không? Thế để anh lên để anh suy nghĩ nha, bởi vì là ví dụ mình anh mà giới thiệu không hay là đâm ra mất cái uy tín của cái nhà hàng đi. Đấy, đó là mình chỉ quay ngao ngao xung quanh của... Đúng, quay ngao ngao xung quanh thôi, ý là chứ còn mình không nhà hàng thì để cho các em quay. Vâng. Các em quảng bá về nhà hàng của các em đó. Vâng. Không, nhưng mà ý của em là muốn là ngắt lời anh một tí, ý của em là muốn là lên là anh sẽ giới thiệu theo cái cảm nhận của anh khi mà là một người khách anh đến anh nhìn thấy như thế. Thế đó. Quá tuyệt vời rồi. Đấy nhá. Nhà hàng thì quá tuyệt vời rồi. Vâng. Mình chúc là lúc nào các bác lên ủng hộ nhà hàng là để cho nhà hàng mỗi ngày một đông lên. Vâng, phát triển hơn rồi. Phát triển lên, bởi vì là ở trên đó thì cái đội văn nghệ của em là phục vụ anh thấy là quá nhiệt tình và hay á. Vâng, vâng. Có những điệu làm then rồi tất cả các gì đó rồi nhân viên phục vụ chu đáo. Cũng vì tâm huyết với nghề anh ạ. Tâm huyết với nghề. Muốn xây dựng thương hiệu cho nhà hàng mình, thứ nhất là món ăn mình ngon, đảm bảo chất lượng. Rồi. Và khâu phục vụ của chúng ta nữa phải hết tốt hết sức có thể. Đúng rồi. Mặc dù chúng ta ở ngoài Bắc này, đặc biệt là vùng cao, phục vụ của chúng ta còn rất là nhiều cái nó thiếu sót của đồng bào vùng cao. Vâng. Cho nên là muốn các bác lên đây là thưởng thức các món ẩm thực của dân tộc này và được nghe những cái văn hóa, những làn điệu hát then, hát si, hát lượn, hát cọi của dân tộc Tây, nó đúng với bản sắc của dân tộc, để thay đổi không khí ở dưới quê của các bác. Khi mà lên trên vùng cao nó sẽ có một cái không khí nó khác, đặc sắc của văn hóa riêng. Vâng, à, vậy. Đúng rồi. Và như anh Sự cũng là một người Tây, thực ra là anh Sự là vẫn còn biết một chút về đàn tính, còn nhiều người là không biết. Nếu mà họ đi từ nhỏ như anh là họ đi là thấy là họ không biết. Anh gọi là thỉnh thoảng về thì nghe những cái em hát thì anh có chế lượn lung tung một chút thôi, cho vui thôi, đúng không? Cho vui nhộn nhộn. Nhưng mà âm nhạc đôi khi cũng có những cái đấy anh ạ, mình cũng phải có những lúc mình ngồi với nhau vui để giải trí cái tinh thần ấy. Tinh thần của chúng ta đi lên thì chúng ta mới khỏe, mới ăn uống được thì mới có sức khỏe. Cũng giống như anh thì lái xe cũng rất là căng thẳng, mà anh thì lái xe cho anh Thắng thì rất là lâu rồi. Các bác cũng biết là anh Sự lái xe cho anh Thắng thì lâu lắm rồi, mà anh Sự đi rất là an toàn. Tài xế lúc nào cũng mùa xuân. Bây giờ là có cứ em đi đâu thì đi cùng các em, rồi đôi lúc là video cũng lúc thỉnh thoảng muốn quay nhưng mà cũng chưa có cái có gì vui vui thì thực sự chỉ có quay những khung cảnh đẹp các thứ thôi, chứ còn về cái câu chuyện thiện nguyện thì toàn bộ các em nó làm hết rồi. Thực sự chỉ có lúc đấy mình tập trung lái xe rồi anh nhỉ, tập trung lái xe và quay vui vui, và thỉnh thoảng lại kèm theo những cái bản nhạc chế để cho tinh thần mình thoải mái lái xe đỡ căng thẳng. Anh Sự là hai cháu rồi nhỉ? Ừ, anh hai cháu. Lớn rồi đấy. Chắc là các bác là cũng xem kênh của anh là một cháu năm nay mới lên lớp 3 rồi. À vâng. Còn một cháu thì lớn lắm đi học. Vâng. Cổ thân nó cứ lòng vòng cuối cùng cũng phải chẳng biết nó trôi về đâu, cuối cùng cũng vẫn hai tập đấy các bác ạ. À, thực sự cũng không muốn đâu nhưng mà số nó đưa đẩy rồi, chẳng biết làm nào, cũng vất vả. Nhưng mà cái số phận mình không biết trước được anh ạ. Đúng rồi. Giày dép nó có số, con người mình có số thôi. Nếu mà số phận của mình đến đâu thì mình ta dùng đến đó. Vâng. Bon chen cuộc sống làm gì cả, bon chen thì mình không đến tuổi. Mình cứ trân trọng những cái gì mình đang có thôi. Đấy. Và mình cứ sống hết mình đúng làm rồi. Hết mình, cháy hết mình với cái những gì mà mình đang làm. Đến đoạn này thì Xuân Hữu sẽ quay cam sau với anh Sự để cho cả nhà xem bản làng ở đây nhá. Đây, bắt đầu rẽ vào bản làng đây cả nhà. Bây giờ sẽ anh Sự sẽ làm hướng dẫn viên du lịch đó. Đây là khu vực thôn Hạ Thành. Xong đi một đoạn nữa là sẽ đến quán của Hạ Thành Quán luôn. Yes. Khu vực của tên quán cũng là tên của anh em của thôn luôn. Trong đó là đặc biệt nhất là có kênh của ba anh em. Đầu tiên là phải nói đến là em Nguyễn Tất Thắng.
rồi anh ạ. Sóng là Tây TV và Phen Phen với lớp. Ồ, hôm nay sương mù đấy anh ạ, trên núi anh ạ. Trên đỉnh núi kia sương đẹp á. Vâng. Thế này nếu mà hôm nào anh em mình lên đấy nhỉ? Ta lên đó là mát mẻ luôn. Vâng, lên ngắm, lên ngắm chè. À đúng rồi, các bác hay uống chè của nhà anh Nguyễn Tất Thắng ở trên núi kia đấy. Tên núi, trên núi Tây Côn Lĩnh. Anh Sự có thấy bản làng đây đẹp nhỉ? Có đẹp luôn, bản làng này là vẫn còn giữ gìn được cái nét bản sắc dân tộc, vẫn là nhà sàn mái cọ. Vâng. Như ở quê anh em mình là ấy hết rồi đúng không? Vâng, tức là nhà sàn nhưng mà là có sàn, một phần là mái tôn với lại mái ngói hết rồi. Bê tông hóa hết rồi. Đúng rồi, bê tông hóa. Cũng thông cảm thôi anh, bởi vì là gỗ bây giờ nó cũng không có nữa. Mình ở đây là vẫn còn giữ gìn được nét bản sắc của đúng người Tây luôn. Vâng. Đây các bác có thể thấy là những ngôi nhà sàn san sát nhau. Như anh em mình chỉ có là biết tiếng thôi đúng không? Vâng. San sát nhau. Và có những thửa ruộng đang xanh mướt mượt, bà con cấy được cũng khá lâu lâu rồi. Dọc bờ từ đây vào đến nhà hàng là nhà sàn hết. Cứ san sát nhau đi đều như thế. Một điều khi mà chúng ta lên đến đây là không khí trong lành anh Sự. Mùa mát mẻ. Đẹp tuyệt vời luôn. Hôm qua là mưa to, nên là cái ống nước nó bị thế này, bàn tài với lại anh Sự với lại ước nó phải nên sửa lại. Anh Sự béo á. Hậu sự anh hậu sự đúng không? Chính là hậu sự đúng, còn có tiền hơn tiền sự, nhưng tiền chỉ có tên. Tên. Chứ thật sự các bác là cũng. Hôm nay là có 2-3 mâm đây này. Vâng. Đấy. Đấy. Hình như phải anh lên trước rồi. Phải anh lên trước rồi. Đấy, nhà hàng rồi các bác. Chị Tốp đã đến cửa nhà. Đã đến cửa nhà. Bây giờ để anh Sự cất xe các bác. MC ca sĩ tài xế bác anh taxi dù anh tiền sự. Rồi cùng em Xuân Hữu A tinh hoa ẩm thực dân tộc quán đó. Anh thấy câu này đẹp không? Quá đẹp luôn, tinh hoa ẩm thực dân tộc Tài. Hôm qua với anh Đức vừa với Tiêu xong. Đây là cái biển Hạ Thành quán. Số điện thoại đây, các bác mà đặt hàng là cứ 0354833833. Anh Sự giới thiệu với các bác về. Xin chào anh em. Chào bàn tay nhá. Anh Sự vừa đi đón cháu. Vâng. Hôm qua vợ con cháu lên đây. Vâng. Vâng, hôm qua vợ con lên thăm. Sáng nay này cho hai mẹ con bắt xe về nhà trước. Ở dưới quê á. Không nói được tiếng Việt nhiều. Không. Cả nhà Xuân Hữu với anh Sự vừa lên đến nhà hàng thì là có bác đây là đang định cư bên Thụy Sĩ, hay coi kênh của anh Nguyễn Tất Thắng, anh xanh bạn xanh vlog mà Tài TV hôm nay lên thăm nhà hàng. Cháu đây là đội văn nghệ phục vụ khách. Giờ trên về nhà cụ rồi. Lấy đàn về phục vụ cho bác. Hát một bài. Tí nữa trưa bác ăn cơm ở đây ạ? À, ăn cơm đây. À, thế thì để lúc ăn trưa. Dạ. Nha. Tạt rồi. Tí nữa lúc ăn cơm thì cháu sẽ hát tặng các bác 1-2 bài. Ok, cảm ơn chú. Dạ vâng, cảm ơn chú. Thế là chú sang Việt Nam lâu chưa ạ? Cũng cả tuần nữa. Tới Sapa. Sapa. Lào Cai. Lào Cai. Khi thăm chú Sapa TV á. À vâng. Nhà Sapa TV. Sapa TV. Anh Hải á, không có nhà. Vâng. Không có nhà. Vâng. Tính lại cặp ảnh. Vâng. Anh Hải á. Anh ấy đang đi quay. Chắc có thể. Đi quay. Vâng. Lúc nãy. Lúc kia thì anh ấy đang ở Bắc Giang. Vâng. Bắc Giang hả? Vâng. Đi Bắc Giang. Đi với bà Tân Mình lúc. Nó bị tốt. Chả mới. Dạ vâng. Bác. Chị muốn yêu cầu ngồi đâu thì bọn em sẽ xử lý. Chào anh.
À, cả nhà bây giờ trong thời gian này đang chờ đầu bếp đang nấu cơm trưa cho hai bác, thì là Xuân Hữu với anh Tiên Sự là dẫn hai bác lên trên tháp chơi một chút. Tiên Sự là hôm nay làm calamen cho em Xuân Hữu. À. Vâng. Cô chú nói tiếng Việt tốt lắm. À, chú là để ở bên Móng Cái. À. Để ra là ở Móng Cái nhỉ chú nhỉ? Sinh ra ở Móng Cái và đây đi đường này chú ơi, đường này. À, đi thẳng đường này. Đi bộ qua đây đẹp mà, có một bãi đá. Chú biết cái cây này không? Gửi xe hả? Vâng, đây, đây hả? Vâng, vâng, đây chú gửi xe. Quả này không? Dạ, đây là cái quả cà đắng. Cà đắng. Thì đấy. Cà thể dạy. Vâng, đúng rồi. Cái loại quả này thì rất là tốt cho sức khỏe. Khi mà chúng ta đi đường xa hoặc là chúng ta bị cảm á. Hoặc là chúng ta xây rượu các thứ, lá cái này ra mình nấu canh ăn rất là ngon. Em có. Anh đây. Nó ở trên số 6. Buổi lúc nãy ở nhà chứ không gọi. Nhá. Không. Quanh quanh đang đứng ở đấy. Đến cái xăng Hà Yên thôi. Đúng rồi, chuẩn rồi. Đi trên này nó khỏi ướt. Nè, đi ăn thay đầu thử rồi đẻ. Vâng. Qua cái xe thảo đàn đấy cái tải cầu. Vâng. Chung xe là chạy xuống đó hả? Tải cầu. Ok. Cái gì nó phải là đi xe thảo. Xà xà. Đi gọi xà. Vâng. Đây cái này sẽ không ai trồng nó cứ mọc nó rơi xuống nó lại mọc tiếp. Mọc gì đó tự nhiên. Mà lấy được hỗ trợ xẹt thảo à. Thì ra ông có để bán nhục xẹt à. Bán nhục xẹt à. Chứ có phần thằng giáo dư này bán. Hỗ trợ xẹt thảo hỗ trợ bán là thấy mua nhục xẹt à. Chú đang bảo lần đầu tiên thấy quả chè cả nhà. Đây chú ơi, quả chè này bình thường ngày xưa còn nhỏ cháu hay
ăn được á? Ăn được. Nhưng mà bây giờ cái này già rồi. Già rồi đó, hoặc là bộ con nít á. Hay lấy chọn những cái quả tròn tròn ra như này xong rồi đánh bi này. Ra ra tiếng bi chơi. Ra, rồi. Chơi. Rồi. Hồi nhỏ mình cũng chơi cái đó. Đó. Cái quả này già rồi đấy. Già. Là mấy chục năm rồi đầu tiên. Cái này ăn được rồi hả? Đó, vâng. Đấy là quả sim đấy ạ. À, nếu mà nó chín là nó đen mà phải không? Dạ vâng. À, cái này là. À, chú ở đây là một cái bãi bằng. Đó, ở khu vực này thì mình thường vào những dịp lễ Tết á, tháng riêng, hàng năm thì là bà con ở thôn Hạ Thành này sẽ tổ chức cái lễ hội đây. Lồng tông ở đây. À, đó, lễ hội này sẽ có những tiết mục là mọi người sẽ chương trình giao lưu văn nghệ này, xong là tổ chức các trò chơi dân gian ở đây. Đó, vui đó. Vâng, vui lắm. Rồi mọi người sẽ tổ chức ném cái còn này xuống đây, chỗ để dựng cái còn đây này. Đó. Đó. Để mọi người ném còn tung còn đấy chú. Cô đang rất là thích cái này. Anh từ đâu đến đây? Anh đang ở chỗ nhà hàng đấy. Anh là người ở đâu đấy? Anh ở Bắc Quang, còn bác hay là ở đơn vị trí. Rất là đẹp luôn đấy. Nhanh đây là sau đây anh đúng không? Thế là anh chị cũng ăn cơm nhà hàng mà đúng không? À, không bọn em về. Hai chị cháu đang rong rong trên bản cả nhà. Có một dịp mà chú mà xem trên kênh của bạn Ước tại TV á. Đấy này anh Nguyễn Tất Thắng ra nó bị lũ rồi. Khu vực này gió thổi tung bay hết cái nhà này ở đây này. Đây có những cái chòi mà để cho khách uống cà phê ở đây. Dạ. Nhưng mà cái đợt mà bão to á, tốc hết, bay hết. Bay hết. Uống hả? Đó. Bạn lái như sao đó? Vâng, làm cái cũ mà không có mới lại đâu không? Vâng, vâng. À, mã lấu à? Vâng. Nhỏ xíu là nó. Hả? Dạ dạ. Mẫu đúng một cái kia họ. Vâng. Hả? Có áp từ tại của họ. Nó vào đi đâu không có sẽ thảo chứ gì nha. Con này bọc phôi hết. À, tặng cô này. Ôi, thank you. Đấy. Ừ, nè. Nghĩa tí, cảm ơn. Nghĩa ba đã. Nghĩa ba từ đen rồi ạ. Vâng. Thank you.
Đây có khách đang tắm cả nhà. Bác Sư Dù xin chào nha. Anh Sư quay khán giả của anh đi. Anh Sư rất là nhiều khán giả. Anh Tiền Sự. Chào các bác nha. Trên làng này thì có một cái thác duy nhất này. Vâng, anh khán giả của anh Thắng vẫn biết đến em là được, cảm ơn anh nhá. Trưa nay anh em phải uống rượu thác nha. Ok. Ok. Anh vừa gặp tài sự. Vâng. Chúc các bạn cán chơi. À cô anh, tí nữa các bác này cũng vào đấy. Hai bác này cũng vào luôn cán anh ạ. Ở bên đó là có em hậu sự đây. Cảm ơn các bác này. Vâng. Quá chú. Đây người Hàn Quốc ạ. Đấy, bạn này quý Xuân Hữu đến với Xuân Hữu luôn đây này. Đấy. Chiếc không có chuối. Không có chuối nhỉ. Không có trái cây. Không có trái cây. Chửi luôn. Chửi. Chào cả nhà nhá. Đây. Đấy. Hôm nay Tề Thiên Đại Thánh tìm đến Xuân Hữu. Bắt tay. Đây là cô chú ở Thụy Sĩ này. Đến. Ôi không tự dưng nó lại nhảy sang cháu nha chú nhá. Đây sang chơi với cháu quý. Chào nha, chào khán giả đi. Ôi rồi chạy rồi bạn ấy chạy. Các bạn thân mến, hiện tại Xuân Hữu đang ngồi với các anh các chị ở thủ đô Hà Nội lên. Đây là các anh chị hay theo dõi kênh của anh Nguyễn Tất Thắng. Và hôm nay anh chị lên thăm nhà hàng và cũng vừa mới ăn cơm trưa xong, mà tí nữa anh chị lại lên lùng cáng nhỉ, tí anh chị lên. Vâng. Thì anh Thắng cũng ở nhà. Anh ạ, hôm nay thì anh Thắng cũng đang trên đường về thôi. Em cũng chuyển lời của anh Thắng, cảm ơn các anh các chị đã theo dõi kênh của anh Thắng và đã lên nhà hàng tham quan nhà hàng ủng hộ mà chúng em, và tí nữa anh lại lên tham quan và bà con ở trên Lùng Cáng. Có một bài hát là Hạ Thành Quán tặng các anh thay cho lời cảm ơn. Bài hát được mang tên là Lập Xuân. Dạ. Lập Xuân mà nghìn hẹn quanh quý ơi, đông phù phong phu phí biếng bơ, tha chiếu bay thì hơ cùng quảng ơi, biếng mận phong nà tám tình tha. Quanh quý ròn ròn sao ba bắp mơ, bóng trải hứa khắm cuốn khắm bay, tòn trinh hấp khăn phai rư rùa ơi, cũng nào năm cuối đang đều. Và khéo vằn vằn khéo khéo on ơi, phố
cần hậu trương chấp thấy phương phồn tông lông mà hứa non đuổi hơi thân mùa tan nà non cõi mà trời cao bầu trời xanh xanh thắm mơ trên trời cao chim én hót vang trông xa xa về nơi bạn nhỏ ơi quê làng em kia nở trắng hoa xuân mùa xuân về nở muôn hoa thắm mơ anh về lo vun bón gắng công cho rau xanh vườn dưa nhiều quả ơi lúa đầy khắp nhà anh đón em sang đến mùa hoa đào anh đến thăm Hà Giang. Thế ạ. Bài hát cũng là lời mời các anh các chị là sẽ quay lại Hà Giang vào một dịp là mùa xuân đi. Đó, mùa hoa đào nở thì nó để thay đổi một không khí, lúc đấy chúng ta sẽ trải nghiệm không khí của Hà Giang có một cái màu khác anh ạ. Đó. Cảm ơn anh nhá. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ sẽ các anh các chị sẽ lên trên sàn nghỉ một chút xong rồi tí nữa đi trên kia cho nó kịp giờ. Cảm ơn. Duyên đưa các anh lên trên tầng. Em giải chiếu chào anh nhá. Vâng nhá, hẹn gặp lại, chào anh nhá, bye bye. Ơi. Ok. Đấy.